Xin chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, cách đây 10 năm, trận động đất ở Vấn Xuyên mạnh 8,0 độ Richter đã đẩy hàng triệu sinh mạng đến bờ vực chết chóc chỉ trong vòng 80 giây. Đây là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất kể từ khi thành lập mới Trung Quốc. Chỉ với một mệnh lệnh, toàn bộ quân đội từ Nam chí Bắc bay trên không, cơ động trên mặt đất, vượt núi, vượt sông, tất cả đều chỉ về cùng mục đích, khu vực động đất Vân Xuyên. Mọi người sẽ không bao giờ quên rằng sau trận động đất, 170.000 cán bộ chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân cũng như dân quân dự bị đã lao vào ứng cứu từ trên không, dưới mặt đất và từ mọi hướng, lấy lại tinh thần sống từ bàn tay của thần chết. Khi thảm họa xảy ra, những người lính Trung Quốc luôn đi ngược chiều và đứng giữa trời và đất. Họ dùng tay cứu vớt những sinh mạng trong đống đổ nát, dùng đôi chân để bước trên những con đường đầy gập ghềnh. Dùng đôi vai để cáng những mảnh đời yếu đuối trên cáng. Chỉ cần người dân cần, họ sẽ không quay đầu lại. Mọi người có thể không biết tên của họ, nhưng lịch sử sẽ luôn ghi nhớ bộ đồ ngụy trang mà họ đã mặc. Hôm nay, 10 năm sau, chúng ta hãy quay trở lại khung cảnh, mở cửa sổ thời gian, ghép những mảnh vỡ của lịch sử lại và chạm vào sức mạnh du hành xuyên thời gian và không gian. Ngày 13 tháng 5 năm 2008, các cán bộ chiến sĩ cứu trợ thiên tai đã cõng những người bị thương nặng đến nơi an toàn. Trận động đất khiến 80% thị trấn Cổ và hơn 60% thị trấn Mới ở quận Bắc Xuyên, Tứ Xuyên bị sụp đổ, sạt lở đất do trận động đất khiến thị trấn gần như tan hoang. Các cán bộ chiến sĩ cứu trợ thiên tai đã bất chấp nguy cơ sạt lở đất và dư chấn ở huyện Bắc Xuyên vượt qua muôn vàn khó khăn để giải cứu những người bị thương. Trận động đất khiến 80% tòa nhà cũ và 60% tòa nhà ở quận Bắc Xuyên, Tứ Xuyên bị sập, gây thương vong nặng nề. Cũng vào cùng ngày, tại quận Bắc Xuyên sau trận động đất, các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã giải cứu một đứa trẻ bị tách khỏi gia đình và khiêng một bé gái còn sống lên dốc. Và một đơn vị của lực lượng không quân đóng tại Vũ Hán đã cử một số lượng lớn các sĩ quan và binh sĩ PLA đến Tứ Xuyên để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai với các vật dụng và thiết bị cứu trợ thiên tai. Ngày 14 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ PLA đến thị trấn Jinshu, huyện Vấn Xuyên bắt đầu công việc cứu trợ thảm họa. Các thành viên của một đội y tế của một đơn vị PLA chuẩn bị thực hiện chuyến bay vào khu vực thảm họa tại một sân bay quân sự ở Thành Đô. Cùng ngày, một đội y tế của quân đội giải phóng nhân dân đã tiến vào Vân Xuyên, Mao Xi'an và các khu vực thảm họa khác bằng trực thăng để thực hiện cứu hộ. Lực lượng cứu hộ từ một trung đoàn hàng không quân đội của quân khu Thành Đô cũ đang vận chuyển những người bị thương tại sân bay quân sự Thành Đô. Các binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân đã tìm kiếm và kêu gọi các giáo viên và học sinh còn sống trong đống đổ nát của một trường trung học cơ sở ở huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2008, công việc cứu trợ động đất đang diễn ra sôi nổi tại thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên. Các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu một người sống sót từ đống đổ nát của tòa nhà ký túc xá bị sập của nhà máy hóa chất Yunfeng ở thị trấn Jinghua, thành phố Xinfang, tỉnh Tứ Xuyên. Yu Jirong, cựu lãnh đạo một trung đoàn hàng không lục quân của quân khu Thành Đô và là một phi công siêu đẳng, đã lái máy bay chở những người bị thương khỏi khu vực bị động đất Vân Xuyên. Các cán bộ chiến sĩ cứu hộ khiêng một cụ già ra khỏi nơi xảy ra thảm họa. Một toán lính dù đã được điều đến Mianzhu chuẩn bị tiến đến vùng thiên tai, nơi giao thông bị gián đoạn. Các cán bộ chiến sĩ tạm nghỉ ăn trưa giữa ca để cứu những người bị thương. Cùng ngày, các sĩ quan và binh sĩ đến cứu hộ và cứu trợ thảm họa đã phát động công tác tìm kiếm cứu nạn giáo giết ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Gia đình của Yu Jirong sống ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên, cuộc sống và cái chết của cha mẹ anh trong trận động đất vẫn chưa được biết. Anh đã bay đi bay lại giữa Vân Xuyên và Thành Đô nhiều lần để chở những người bị thương, nhưng anh không có thời gian để ý đến nhà và cha mẹ không có tin tức gì. Ngày 16 tháng 5 năm 2008, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ đã chạy khắp thành phố mang theo những người được cứu sống. Vậy là công tác cứu hộ và cứu nạn vùng thiên tai Bắc Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề đã bước sang ngày thứ 5. Thời gian là cuộc sống và có thể thấy các nhân viên cứu hộ luôn bận rộn ở quận Bắc Xuyên. Ngày 17 tháng 5 năm 2008, một nhóm binh sĩ PLA đẫm mồ hôi khiêng những nạn nhân bị thương nặng đến nơi an toàn. Yang Chunmei được đưa ra khỏi đống đổ nát sau gần 6 giờ đồng hồ được lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp giải cứu.
cậu bé Jiang Chume 11 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Jinshu, huyện Vân Xuyên, bị kẹt chân dưới dầm bê tông, đã được giải cứu an toàn và đưa lên trực thăng chuyển đi đến Thành Đô để điều trị. Ngày 18 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ của một đơn vị cảnh sát vũ trang nào đó đã tức tốc đến huyện Bắc Xuyên để tìm kiếm và cứu nạn. Cùng ngày tại Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên, các cán bộ chiến sĩ quân giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang và lực lượng cứu hộ dự bị đã cùng nhau liều lĩnh tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn và dọn dẹp đống đổ nát. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ của một sư đoàn Hồng quân thuộc quân khu Thành Đô đã lội xuống nước ở làng Jongku, huyện Mao Xian và đưa học sinh đến một trường học trong lều. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, do ảnh hưởng của mưa và sương mù dày đặc, gần 400 cán bộ chiến sĩ thuộc quân đoàn 2 và 3 thuộc binh đoàn cảnh sát vũ trang Thủy Điện và Sở Chỉ huy Tam Hiệp đã bất chấp nguy hiểm của dư chấn và sạt lở đất để vượt núi và núi trong mưa để mở ra một con đường từ quận Bắc Xuyên. Một con đường núi dài 8 km đến đỉnh của hồ bị sập ở Tan Shat Yan. Đoàn kết. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2008, quân giải phóng nhân dân đến thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên để giúp những người bị mắc kẹt ở thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên lên tàu cao tốc và chuẩn bị chuyển đến khu vực an toàn. Các cán bộ và chiến sĩ quân giải phóng nhân dân đã sử dụng thiết bị vận tải thủy cỡ lớn để vận chuyển người dân đoạn từ thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên, sông Mianjiang đến Duyangwan. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ của một quân khu cũ Tây Nam đã dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm các nạn nhân tại làng Yufeng, thị trấn Long Men San, thành phố Bành Châu. Cùng ngày, các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát có vũ trang đã chất hàng cứu trợ tại cầu cảng tạm thời của Jipiku Recibio ở Duyangwan để đưa vào vùng bị thảm họa để cứu trợ. Các lực lượng cứu hộ tức tốc lên trực thăng chở những người bị thương. Một nhóm quân của quân khu Thành Đô trước đây đã điều động nhiều đợt trực thăng đến thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, để chuyển vật liệu cứu trợ và giải cứu các nạn nhân bị thương. Và công việc cứu trợ trận động đất ở thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên đang diễn ra sôi nổi. Một bộ phận lính dù đã giải cứu tại khu. Cùng ngày, quân đội giải phóng nhân dân, các sĩ quan, binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân dự bị tiếp tục triển khai công tác cứu hộ tại huyện Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Tại thị trấn Jinshu, huyện Vân Xuyên, các nhân viên và binh sĩ cứu hộ đã nâng những người bị thương lên trực thăng và vận chuyển họ ra ngoài, thiết lập đường cứu sinh trên không cho Vân Xuyên sau trận động đất. Người đứng vững đến cuối cùng. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2008, một trung đoàn phòng chống hóa chất của quân khu Thành Đô trước đây đóng tại Vân Nam đã bắt đầu tiến hành công tác phòng chống dịch tại khu vực di tích trận động đất ở huyện Bắc Xuyên, kiên quyết phun thuốc khử trùng từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày để đảm bảo không có dịch bệnh lớn xảy ra sau thảm họa. Các binh sĩ phòng hóa của một trung đoàn phòng hóa của quân khu Thành Đô cũ đóng tại Vân Nam đã tiến hành xử lý phòng chống dịch thường quy trên các tàn tích động đất ở huyện Bắc Xuyên. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2008, những người lính phòng hóa đã bất chấp cái nóng như thiêu như đốt để đi bộ qua những tàn tích ở Bắc Xuyên để phòng chống dịch. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2008, đợt cuối cùng của nhân viên cứu hộ từ tỉnh Hồ Đập ở Tashachan đã sơ tán và chỉ một số sĩ quan và binh lính cùng các thiết bị được niêm phong bị bỏ lại trên đỉnh Hồ Đập ở Tanyastan. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2008, những sĩ quan và binh lính cuối cùng bị bỏ lại trong hồ đập Tajikistan đã được sơ tán và các sĩ quan và binh sĩ khẩn cấp lên máy bay để di tản. Giây phút nghỉ ngơi trong khủng hoảng. Các binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang và các lực lượng cứu hộ khác thực hiện cứu trợ động đất ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, đang ngày đêm tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân đang nghỉ ngơi một lúc bên vệ đường, thức dậy và tiếp tục tham gia vào các trận chiến mới. Tại huyện Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang trở về sau đợt cứu hộ khẩn cấp ở Chenzadai đã dành thời gian nghỉ ngơi và chờ đồng đội để được thay thế. Tại sân bay Thái Bình ở Thành Đô, phi hành đoàn của Liu Jun, một bộ phận của quân đoàn hàng không vận tải hàng không Quảng Châu, người đã bay ngày đêm trên tuyến đầu cứu trợ thảm họa trong 15 ngày liên tục.
Khida, một kỹ sư của đài truyền thanh hiện trường cứu trợ động đất của Quân Giải phóng Nhân dân, đang tiến hành kiểm tra hàng ngày đối với một bộ thiết bị phát sóng của đài phát thanh nhằm làm phong phú thêm đời sống của cán bộ và chiến sĩ trong khu vực thiên tai trong giai đoạn sau của cuộc giải cứu. Một trận địa phát sóng trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã được thiết lập đặc biệt. Phát thanh viên của đài truyền thanh hiện trường cứu trợ động đất của Quân Giải phóng Nhân dân Việt Nam đang làm việc hăng say. Hai sĩ quan và binh sĩ thuộc lực lượng cứu trợ thảm họa quân khu Tế Nam cũ đã nghe chương trình thời sự đài phát thanh chiến trường trong lều của họ khi rảnh rỗi. Tình quân và dân như cá và nước. Ngày 15 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ cứu hộ đang cho trẻ em vừa được giải cứu khỏi khu vực bị động đất Bắc Xuyên. Cùng ngày, các binh sĩ đến cứu hộ và cứu trợ thảm họa đã tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn giao giết ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Cán bộ chiến sĩ cứu hộ đang cho một cháu bé uống nước. Cùng ngày, các binh sĩ đến cứu hộ và cứu trợ thảm họa đã tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn giao giết ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Tại huyện An Xian, tỉnh Tứ Xuyên, các binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đưa một nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi núi và cho họ đồ ăn và nước uống. Hình ảnh các cựu nhân viên cứu hộ của quân khu Thành Đô là Guo Digao đang chăm sóc những người bị thương trên một chiếc trực thăng cứu trợ thảm họa. Tại làng Xuân Khu, thị trấn Xuân Khu, huyện Vân Xuyên, người dân địa phương đã gửi nước cho các chiến sĩ thuộc biệt đội Daju thuộc quân đoàn cảnh sát vũ trang Tứ Xuyên. Thảm họa kinh thiên động địa chính là mệnh lệnh cho ba đạo quân đi viện chinh. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân và cảnh sát vũ trang đã khẩn trương đến khu vực bị thiên tai để cứu trợ động đất. Các chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân cùng giáo viên và học sinh trường tiểu học Lều Tình Thương Tiger ở huyện Kinh Chuan, Tứ Xuyên tham gia lễ chào cờ. Sau 100 ngày làm việc chăm chỉ, sư đoàn Giang Cưa số 40 đã sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tứ Xuyên và đám đông đã tiễn họ ra ga đường sắt. Người dân ở Miên Dương đã đến nhà ga để tiễn các cán bộ và chiến sĩ cứu trợ thiên tai. Các cán bộ chiến sĩ chia tay quần chúng và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của họ với những lời chúc tốt đẹp nhất. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.